mấy cô ca sĩ mà phái nữ hát á đều có bông. Sao em thấy hai anh có buộc bông nào tặng không? Cô có câu hỏi thì tôi mới thưa với quý vị như thế này nè. Và tôi cũng muốn nói trả lời trước là cái bông tặng thường thường á, người ta tặng cho Hoàng Nhã Thiên đâu, cũng không ai dám tặng cho người đến hại đâu. Hoàng Nhã Thiên thì tướng nó nhỏ nhỏ còn chút xíu, cho nên là tặng bông. Nếu quý vị ở dưới còn bông nào muốn tặng, quý vị tặng cho Hoàng Nhã Thiên. Cảm ơn Lưu Minh ạ. Tôi cái này là tôi tâm tình thật, bởi vì chúng ta chỉ còn có một thí sinh nữa là chấm dứt chương trình. Tôi đến thành phố Sacramento khoảng năm 80, và từ năm 85 thì tôi bắt đầu tham gia những cái chương trình văn nghệ. Mà thưa quý vị là từ đấy tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy các ông nào mà tặng hoa cho tôi, mặc dù là tôi rất thích. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ở Sacramento thì người ta trọng nữ mà người ta khinh nam. Vì vậy cho nên tôi rất muốn là chúng ta phải làm sao cho nó năm người bước bình bình. Anh có đồng ý với anh Thiên không, anh Thiên thế nào? Cái câu này thì có đồng ý chút xíu, tại vì ca sĩ nữ quý vị, ca sĩ nam đi lúc nào cũng là trong nữ thiên nam là rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chỉ còn có một thí sinh cuối cùng nữa thôi, và nhạc phẩm này rất là đối với Lưu Vĩnh Hà, nghe cái tên rất là hay. Nhưng mà hồi nãy giờ nghe anh Hoàng Nhã Thiên đọc thơ rất là nhiều, anh cũng muốn đọc thơ chút xíu nghe em ha. Tại ở đây chúng ta có anh Như Hoa Lê Quang Sinh và có anh nhà bảo ở dưới nữa, tôi đọc nữa, cho nên anh biết đặc biệt là có nhạc sĩ Phil Bông, xin mời cho nhạc sĩ Phil Bông và chúng ta cho tất cả những từ vựng em chặt cánh tay. Và kính thưa quý vị, để thay thế cho lời giới thiệu cho bốn cho nhạc phẩm này, Lưu Vĩnh Hà xin được đọc bốn câu thơ này. Ngày xưa mái tóc em dài, chưa quay lưng. Anh Hoàng Gia Thiên làm cho tôi biết đạo. Ông đọc thơ thì tôi quay lưng chứ. Anh Lê Quỳnh Sinh nghe lại nghe nha. Ngày xưa mái tóc chưa dài, anh mong đến vợ tóc dài thứ tha. Bây giờ tóc đã dài ra, bàn tay ai buộc xót xa anh nhìn. Khóc cho người ra đi. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay cho thí sinh mang tên Huy Nhân. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Huy Nhân. Khóc cho người ra đi. Thưa quý vị, ra đi nào cũng phải có những cái bình diện, có những cái xót xa và có những cái gọi là trăn trở. Tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng anh bạn ở đây sẽ trình bày hết cái tác phẩm đó. Xin quý vị chào vỗ tay. Khóc cho người ra đi. Thật ra hai anh MC này cứ lo nhìn mấy cô, cái cô hồi cô Chi hồi nãy hát anh cầm bó bông à. Cho nên mấy anh cứ nói lộn mà. Thật ra cái nhạc phẩm kế tiếp được mang tên Khóc cho người đi, chứ không phải khóc cho người ra đi. Hồi nãy giờ ra đi nhiều quá rồi. Xin có lỗi cùng quý vị và cũng như là cảm ơn và Hoàng Nhã Thiên. Cái bản nhạc phẩm này thì xin đã đổi rồi, Khóc cho người ra đi, đổi qua lại một nhạc phẩm. Còn gì? Còn rộng rã hơn là cái bài đó nữa. Xin đừng thương tôi. Một lần nữa xin mời cho một tràng tay cho Huy Nhân. Lời nói đầu tiên Huy Nhân xin gửi đến ban tổ chức và lãnh đạo lời chúc sức khỏe và chúc toàn nhạc và hội quý vị khán giả có mặt trong đêm được thật là vui vẻ. Xin chào. Và sau đây Huy Nhân xin trình bày của nhạc sĩ Thái Tần Bé Đông Lương Tân Đường Thương Tôi. Xin quý vị cùng thưởng thức. Khi biết được rằng mỗi em đâu chỉ một mình tôi.
đừng bối rối và đừng băn khoăn ngày mình xa nhau. Đừng nhắm mắt và đừng buồn xuôi, đời còn mãi sau. Còn đâu đó bao nhiêu người nữa lối, còn đâu đó bao nhiêu điều vui mới. Dù em có mất một người cũng đâu cần gì em tiếc nuối. Lời nào đủ khóc cho riêng tình ta, em khóc thương cho tình trái ngang, hay khóc thương cho mình dối gian. Khóc chi em phút giây này đã muộn màng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại.